Thưa quý vị, sau 3 ngày xét xử và nghị án, ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành tuyên án đối với 16 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh. Chủ tọa phiên tòa đã tuyên án vắng mặt đối với 4 bị cáo hiện đang bỏ trốn về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, gồm Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC. Nguyễn Hồng Sơn, Phó Tổng giám đốc công ty AIC, Trương Thị Xuân Loan, trưởng ban quản lý dự án 3 thuộc công ty AIC và Nguyễn Thị Tích, tổng giám đốc công ty cổ phần Mupa. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định truy nã và phát thư kêu gọi ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và nhà nước. Đồng thời áp dụng đầy đủ các biện pháp để bảo đảm thực hiện quyền bào chữa theo quy định. Trường hợp không ra đầu thú coi như từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố. Theo đó, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn được xác định có vai trò chủ mưu, đứng đầu chỉ đạo và trực tiếp thực hiện các hành vi vi phạm quy định về đấu thầu tại dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế cho bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh. Tòa đã tuyên án bị cáo Nhàn 10 năm tù cùng với 30 năm tù mà tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên trước đó trong vụ án vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa và nhận hối lộ xảy ra ở bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Giám đốc công ty IC nhận tổng 40 năm tù, tuy nhiên mức án mà bị cáo Nhàn phải chịu vẫn chỉ là 30 năm tù, mức cao nhất của tù có thời hạn. Trong khi đó vẫn còn một vụ án nữa liên quan đến tổng giám đốc công ty IC chưa được đưa ra xét xử liên quan đến việc mua sắm trang thiết bị cho trung tâm công nghệ sinh học thành phố Hồ Chí Minh. Bị cáo Nguyễn Hồng Sơn lĩnh 7 năm tù, bị cáo Trương Thị Xuân Loan bị tuyên 5 năm tù, bị cáo Nguyễn Thị Tích lĩnh 3 năm tù cùng với 4 năm tù tại vụ án xảy ra tại bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Bị cáo Tích lĩnh tổng 7 năm tù. 12 bị cáo khác có mặt tại phiên tòa bị tuyên án cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng gồm Đỗ Văn Sơn, kế toán trưởng công ty AIC, lĩnh 3 năm tù, cùng với bản án trước là 6 năm tù ở vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai. Bị cáo Sơn lĩnh tổng cộng 30 tháng tù. Anh trai của bị cáo Nhàn là bị cáo Nguyễn Anh Dũng, tổng giám đốc công ty Phúc Hưng, lĩnh 3 năm tù. Bị cáo Nguyễn Thị Thu Phương, trưởng bộ phận thư ký tài chính công ty AIC, lĩnh 6 năm tù. Chính bị cáo khác có vai trò giúp sức cho các bị cáo chủ mưu vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đã bị tuyên án từ 18 tháng đến 3 năm tù và 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Cùng tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tài khoản 2 điều 285 Bộ luật hình sự năm 1999, bị cáo Lương Văn Tám, nguyên giám đốc ban quản lý dự án đầu tư các công trình y tế thuộc Sở Y tế Quảng Ninh và Lê Thị Phú, phó trưởng phòng quản lý giá Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh, lĩnh 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Thanh tra Bộ Xây dựng đã thành lập các đoàn thanh tra đối với hoạt động quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, và thường được gọi là chung cư mini tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Việc thanh tra toàn diện nhằm kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của tổ chức cá nhân theo đúng quy định của pháp luật. Thông qua đó, Bộ Xây dựng cũng sẽ giả soát, đánh giá các quy định pháp luật về xây dựng, quản lý loại hình nhà ở riêng lẻ, nhiều tầng, nhiều căn hộ, cơ sở cho thuê trọ, có mật độ người ở cao để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định cho phù hợp với thực tế. Ngày 22 tháng 10, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, bảo đảm an toàn, bảo vệ tài sản, sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng báo cáo kết quả thanh tra toàn diện, xử lý phạm vi trong tháng 12 năm 2023. Bên cạnh đó thì Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng vừa ban hành văn bản yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót có liên quan tới các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao. Đây là văn bản được đưa ra sau khi mà thành phố tổ chức tổng kiểm tra sau vụ cháy trung cư mini xảy ra tại quận Thanh Xuân, làm 56 người tử vong. Văn bản của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, tính đến giữa tháng 10 năm 2023, thành phố Hà Nội đã kiểm tra gần 23.400 lượt cơ sở, trong đó có 311 chung cư mini, hơn 13.300 nhà trọ, 225 chung cư, hơn 9.500 nhà ở kết hợp kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao. Lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 629 lượt cơ sở với số tiền phạt trên 3,5 tỷ đồng, tạm đình chỉ hoạt động đối với 129 trường hợp, đình chỉ hoạt động 20, 34 trường hợp vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, vẫn có 64 xã phường chưa tổ chức kiểm tra theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết thêm, trong quá trình kiểm tra, các đơn vị phát hiện nhiều tồn tại vi phạm của các cơ sở trong lĩnh vực xây dựng nhưng không kiên quyết đề xuất xử lý theo quy định. Cụ thể, lực lượng chức năng của thành phố phát hiện hơn 1.000 trường hợp xây sai phép, hơn 6.100 trường hợp sử dụng điện không bảo đảm. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị có tổ tại hạn chế phải tổ chức họp kiểm điểm chấn chỉnh, đồng thời làm rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện không nghiêm chỉ đạo của thành phố, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 30 tháng 10. Chiều nay lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra đối với trụ sở và các chi nhánh của công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi. Đây là công ty mà sở hữu chiếc xe gây tai nạn thảm khốc tại tỉnh Đồng Nai, khiến nhiều người tử vong vào hồi cuối tháng 9 vừa qua. Chiều nay, lực lượng công an, cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông xuất hiện tại trụ sở của công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi có địa chỉ tại 266 Lê Hồng Phong, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài địa chỉ này, tại văn phòng xe Thành Bưởi ở số 630 Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, 48C đường Song Hành xa lộ Hà Nội phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã xuất hiện nhiều lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông đến kiểm tra. Các nhân viên nhà xe Thành Bưởi được yêu cầu ngưng làm việc, hợp tác làm việc. Mọi hoạt động tại đây đều được dừng lại. Theo một số nguồn tin, lực lượng chức năng đã kiểm tra tất cả giấy tờ cá nhân của các nhân viên, kiểm tra giám sát hành trình trên từng xe trung chuyển. Các tài xế của hãng xe này cũng được kiểm tra nhanh ma túy nồng độ cồn. cũng trong chiều nay, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã có thông cáo báo chí về kết quả kiểm tra nhà xe Thành Bưởi. Theo kết quả kiểm tra, công ty này không cập nhật đầy đủ quá trình hoạt động của phương tiện trên phần mềm nội bộ quản lý của công ty. Nhiều trường hợp lái xe vi phạm thời gian lái liên tục và vi phạm thời gian lái xe làm việc trong ngày. Có nhiều trường hợp xe vi phạm vượt quá tốc độ 5 lần một tháng, hành trình vận chuyển, thời gian, các điểm đón trả khách của một số xe không trùng khớp giữa hợp đồng vận chuyển và dữ liệu thiết bị giám sát hành trình và nhiều vi phạm khác. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết đối với các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đơn vị này sẽ được chuyển đến Công an thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng có liên quan để xem xét và xử lý. Thưa quý vị, chỉ cách đây ít giờ, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng hiện đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến ba mẹ con tử vong xảy ra trên địa bàn. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc khoảng 18 giờ chiều nay tại thôn Đồng, xã Tứ Hiệp. Cảnh sát sau đó đã có mặt tại hiện trường để dập lửa và tìm kiếm cứu nạn. Ngôi nhà bị cháy là nhà tạm. Thời điểm trước khi xảy ra vụ cháy, nhiều người đã nghe thấy tiếng nổ lớn, sau đó căn nhà tạm này cũng bị sập xuống. Chính quyền xã Tứ Hiệp bước đầu xác định, các nạn nhân thiệt mạng bao gồm người mẹ cùng hai con 12 tuổi và 5 tuổi. Chính quyền cũng xác định những người thương vong quê ở Nam Định. Thưa quý vị, ngày hôm nay, tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã tổ chức buổi đối thoại giữa bí thư tỉnh ủy với hơn 250 người dân, đại diện cho hơn 3.400 hộ dân sinh sống trong vùng chịu ảnh hưởng của dự án đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu. Dự án đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu giai đoạn 1 có tổng chiều dài khoảng 54 km, trong đó đoạn đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai hơn 34 km, để thực hiện dự án, tỉnh Đồng Nai phải thu hồi diện tích đất gần 290 ha thuộc địa bàn thành phố Biên Hòa và huyện Long Thành với hơn 3.400 hộ dân bị ảnh hưởng. Trong đó, có hơn 2.400 hộ dân thuộc diện phải bố trí tái định cư. Tại buổi đối thoại, người dân đề nghị cơ quan chức năng cần sớm công bố giá đất bồi thường, hỗ trợ di dời và nơi tái định cư. Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh ghi nhận các ý kiến của người dân tại buổi đối thoại, Đồng thời, đề nghị ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng tốc thực hiện công tác kiểm đếm, vận dụng chính sách để có giá bồi thường tốt nhất cho người dân, để nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư, bảo đảm chất lượng để người dân chuyển đến ở bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng dự án, tránh trục lợi, nếu xảy ra sai phạm phải xử lý nghiêm minh. Ngày hôm nay tại thủ đô Hà Nội, hiệp hội kinh doanh vàng việt nam vgta đã phối hợp với hội đồng vàng thế giới tổ chức buổi tọa đàm nhằm tháo gỡ chính sách phát triển thị trường vàng việt nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế Hiệp hội kinh doanh vàng Việt Nam có hơn 100 hội viên, bao gồm các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn nhỏ trong cả nước, tạo việc làm và thu nhập cho nhiều lao động trong lĩnh vực này. Hội đồng vàng thế giới đã khuyến nghị chia sẻ các kinh nghiệm hoạch định chính sách và quản lý cũng như hoạt động hiệu quả của các doanh nghiệp kinh doanh vàng trên thế giới để các doanh nghiệp kinh doanh vàng của Việt Nam tham khảo học hỏi về chất lượng mẫu mã, thu hút người tiêu dùng tới đây hai bên sẽ tiếp tục hợp tác phối hợp tổ chức cuộc hội thảo tọa đàm về kinh nghiệm chính sách quản lý thị trường vàng Việt Nam theo hướng tìm ra giải pháp hữu hiệu khuyến khích phát triển mạnh sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ. Qua đó góp phần đưa ngành kim hoàn của Việt Nam sớm trở thành ngành công nghiệp chế tác đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội địa, hướng tới xuất khẩu, hội nhập quốc tế, tạo chỗ đứng nhất định trên thị trường vàng trong khu vực. Ngày hôm nay, Bộ Công Thương phối hợp với cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc đã tổ chức buổi hội thảo thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp tại Việt Nam. Thực hiện dự án thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp và hỗ trợ thực hiện kế hoạch hành động tăng trưởng xanh Việt Nam do chính phủ Hàn Quốc tài trợ thông qua cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc, năm 2023, 10 doanh nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng thuộc các lĩnh vực khác nhau như sản xuất giấy sản xuất thép sản xuất sợi sản xuất điện đã được lựa chọn để thực hiện kiểm toán năng lượng dưới sự giám sát của các chuyên gia năng lượng hàn quốc hàng chục giải pháp tiết kiệm năng lượng đã được đề xuất giúp doanh nghiệp có thể tiết giảm chi phí lên tới hàng tỷ đồng mỗi năm bộ công thương mong muốn các doanh nghiệp công nghiệp sẽ nhận diện được các giải pháp tiết kiệm năng lượng chia sẻ kinh nghiệm triển khai dự án tiếp cận các nguồn vốn tài chính cho vay nhằm triển khai các dự án tiết kiệm năng lượng một cách hiệu quả nhất làm sao định hướng dòng vốn đầu tư đúng hướng, bảo đảm mục tiêu phát triển nhanh nhưng phải bền vững của các quốc gia? Đó là nội dung được đề cập trong buổi tọa đàm bàn tròn với chủ đề Doanh nghiệp và đối thoại chính sách công tư và đầu tư bền vững. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Diễn đàn kinh tế cấp Bộ trưởng OECD Đông Nam Á. Đại diện tiếng nói cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, Phạm Tấn Công nhấn mạnh Thế giới đang thay đổi nhanh chóng, phức tạp với nhiều biến động chưa từng có. Sự nóng lên của trái đất, biến đổi khí hậu đã kéo theo những tác động tiêu cực vô cùng lớn đến sự phát triển và sinh tồn của hành tinh này. Trong bối cảnh đó, thu hút đầu tư bền vững là một mục tiêu quan trọng có ảnh hưởng lớn đến quyết định sự phát triển của mỗi quốc gia, nhất là đối với các nước Đông Nam Á. Trong khuôn khổ chương trình Diễn đàn Kinh tế cấp Bộ trưởng Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD Đông Nam Á, cuộc thảo luận do vcci phối hợp với bộ ngoại giao và tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế oecd hội đồng tư vấn kinh doanh asean cùng các tổ chức liên quan đã nhấn mạnh rằng doanh nghiệp đóng góp lớn và có vai trò quan trọng trong việc thu hút đầu tư quốc tế để thúc đẩy quan hệ đối tác oecd đông nam á việc thực hiện cam kết và các tiêu chuẩn của oecd không chỉ là hướng tới sự phát triển bền vững mà cũng cần thực sự đảm bảo hài hòa lợi ích kinh tế của các bên tham gia vì lẽ đó đại diện các doanh nghiệp tại các quốc gia thành viên thuộc tổ chức OECD đã chia sẻ mong đợi về sự đổi mới đến từ các chính sách quan hệ đối tác đúng đắn, qua đó tái khẳng định cam kết hợp tác trong nội khối mà các nhà hoạch định chính sách khu vực này đang hướng tới.